Vâng, hôm qua đi múc một con này. Một con chuẩn chút em lấy cái thước đo cho nó. Hộp đồ nghề đây. Múc được con xanh nha. Xanh quê. Xanh quê nhưng mà hay lắm. Hay lắm các bạn. Các bác nhìn thế này. Các bác, thậm chí bác chủ bác cũng không biết là bên dưới nó như nào đâu. Thì em nhìn thấy cái bệ nó nở nở em biết là cái thân nó nở nở là biết là bệ nó ít nhiều nó có này 20 phân, hoàn thiện khoảng 20 phân đấy. Đây gọi là rộng khoảng 12 12. Thì hôm qua là đang ở trong chậu này, nhưng mà chiều hôm qua là tối á, là thay thay đất, cái cây đất Nhật cho đất Nhật cho cây kia như vậy, tính thay luôn cây này, nhưng mà rũ ra rồi lại hết mất đất, hết đất Nhật, nên mà phải trồng bằng cái đất này tạm. Nhưng mà khi mà bới cái bệ ra thì phê quá, đâm ra là muốn khoe các bác. Mà lúc ít thì tối thì hôm nay xin phép là em trồng lại, xin phép trồng lại các bác, rửa rửa đi để các bác xem, rửa con này thì các bác xem. Thì em sẽ cho cào cào đây, ban đầu xung quanh này nó vui vui này, mình chẳng 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 biết ở dưới nó như nào đâu, nhưng mà cứ nghĩ là nó mới trồng các bác, nhưng thực tế bệ nó đẹp lắm. Và em cắt đi nhiều rồi để cho nó ra cái rễ mới ấy. Nhưng mà đấy, lúc mua thì nhìn này như này, chưa biết là bên dưới nó như nào đấy. Thế thì về rũ cái là phê luôn. Chờ em tí nhé. Quán ở bên, bên chậu bên kia, thích cái chậu này hơn. Để em rửa rũ này này các bác nhé. Hơi bẩn. Đấy, các bác nhìn này, là thấy phế không? Đấy. Nhìn này, đế này, phẳng ly luôn này. Rất phế, không có cái sẹo to nào ở dưới nhá. Chứng tỏ là không, mà lại không có, không phải là cây dâm cảnh, là gốc thật. Đấy. Đấy. Mặt này thì là mặt đẹp đây. Phê để rất là 24 giờ luôn. Đấy. Để em rửa nó đi. Các bác nhìn chiều hôm qua, tối hôm qua là cắt đi nó nhiều lắm, nhưng cắt đi hết rồi, cắt đi những cái lợp chởm, và đây cắt đi cái này, có mỗi cái rễ này to to này. Còn trên này đều là bệ đẹp hết, đều là bệ đẹp hết đấy. Các bác nhìn thấy chưa đấy, để em cho lên cái xoay xoay này nhìn cho dễ. Đấy, thì cậu ấy đây, cậu ấy đây, được, mặt trước đi, từng mặt một đi. Đấy, cái con bìa các bác nhé, nhìn xem nó so sánh nhé. Chân bệ này, ngày xưa là các bác cũng có đục nhẹ một số chút cái sợi to, sợi cái rễ to trên này là nó đã phun ra rồi, một thời gian dài trồng rồi. Hôm qua em lọc đi rất là nhiều rễ như này, để cho nó thoáng.
Đấy. Đấy. Bọn này cũng nhiều chứ không đơn giản luôn. Vệ rất là hên. Về lắm. Trực đại thụ thôi, là một cái trực đại thụ thôi, và có thể nói là hai tay một ngọn, đang chờ một cái ngọn đâu đây, hoặc là có thể thi triển công lực tiếp. Thì sau này những cái mầm lên thì có những cái dữ liệu ý tưởng cho mình làm nó chi tiết hơn. Đấy, nhưng cơ bản là cốt cán của nó rất là hay, cây mini mà khi mà các bác gửi đến đây thì đúng là chẳng ai biết, nhưng mà nhìn vào cái độ nở của cái thân này là mình đoán là ít nhiều nó sẽ có bệ khá là đều. Đấy, đây là cái kinh nghiệm ấy. Chỉ mua bởi vì đơn giản là mình mua thì ai đâu có dám bới của người ta ra, đúng không? Nhiều khi là mua tù mù ấy, tin nhau ấy, hoặc là về cảm quan, cảm giác của mình. Đấy. Đấy. Đẹp đúng không bác? Từ trên xuống. Đấy, nở lắm. Quê lắm. Đấy, bây giờ trồng trồng lại. Hôm qua có cái đất Nhật, thì tiếc quá lại dùng hết, thì không còn là dành cho cái này, thay cho cái cây quả bóng ấy, cái cây màn điền quả bóng của em ấy, đất Nhật. Thì hôm nay trộn ít đất thịt với lại xỉ than này, cũng không có cái gì.
Đấy, bây giờ lại như này, mình thấy đế ở dưới. Sau này đất nó lèn xuống mà bệ nó ôm cái đất rồi thì nó sẽ lộ cái bệ ra. Lúc đấy các bác nhìn thì đừng có đùa. Chậu thì cũng là chậu chậu tàu, nhưng chậu tàu đời mới đó. Đấy, cũng được. Đấy, các bác. Đấy. Hôm qua nhìn đúng chỉ như này thôi. Mà nhìn cảm giác ấy, khẩu độ này là cảm giác nó sẽ có bệ. Thân nó ngắn này mà bệ nó không có thì hơi bị phí, hơi bị lạ. Kiểu gì nó sẽ có bệ nở xuống. Các bác ạ. Rồi. Xin cảm ơn các bác theo dõi nhé. Trồng xong rồi đi làm. Đấy. Chúc các bác may mắn nhé. Hãy múc những cây phôi đẹp, lá rẻ.